Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì mình đang bay qua hướng chỗ của ngôi làng. Cái chỗ gần ngôi làng có một bãi cát và đây là chỗ ở của mấy cái nhóc rùa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nhóc rùa ở đây luôn. Uầy, được quá ta. Vậy là mười mốt mình muốn nuôi rùa thì cũng dễ rồi, qua đây dẫn rùa về thôi, hợp lý luôn. Rồi, ok, một phát hiện mới. Và hôm nay mình trở lại ngôi làng không phải là để chữa bệnh nữa. Hôm qua mình chữa bệnh cho tất cả các dân làng ở đây rồi. Hôm nay mình trở lại đây chủ yếu là mình muốn dạy nghề cho những cái dân làng chưa có nghề, hoặc là có những cái nghề nó chưa ok la lắm. Đây. Đầu tiên là mình thấy có một bác có cái nghề chưa ok la rồi nè. Tạm thời thì mình sẽ cho bác này bỏ cái nghề cũ đi. Giờ đổi nghề đi bác ơi. Bữa nay mình sẽ mang theo rất là nhiều khối dạy nghề, đa số là thợ rèn và thủ thư thôi. Tại vì mình đang muốn thử coi với một dân làng vừa khỏi bệnh thì sẽ bán đồ như thế nào. Ủa cái gì? Một ngọc lục bảo. Thiệt á. Dân làng sau khi khỏi bệnh bán cho mình một quyển sách với giá có một ngọc lục bảo thôi. Cực kỳ rẻ luôn. Rẻ như cho. Hơi vậy. Ôi, vậy mình thử mình kiếm cái dòng sửa chữa coi có được không. Có khi nào sửa chữa mà bán với giá một ngọc lục bảo không? Thử xem. Học nghề đi. Ôi, chấp điện cũng một ngọc lục bảo nè. Wow. Như vậy đa số các dòng mà cái dân làng này bán đều có giá 1. Nhưng mà khoan, tới dòng hại lò chăn đốt thì tới giá 18 rồi. Nhưng mà nếu tính theo tỷ giá thì cái này nó giảm kiểu như là hơn phân nửa rồi. Là rất là rẻ rồi đó. Đây rồi, sửa chữa nè. Để coi. Vẫn là giá 1 ngọc lục bảo. Vậy thì quá là rẻ luôn. Mình sẽ lấy ra coi mình mua được bao nhiêu quyển sách sửa chữa mang về. 1, 2, 3, 4 quyển, 5 quyển rồi. 6, 7, 8, 9. 9 quyển rồi, để cho dân làng này lên cấp luôn. Chuẩn bị lên cấp nè. Đó, lên cấp độ bằng sắt rồi. Giờ là tập sự rồi ha. Tập sự thì bán cho mình thêm quyển sức mạnh cấp độ 5. Sức mạnh cấp độ 5 là mình ép vô cung là hơi bị khỏe luôn. Hay là hôm nay mình làm thêm cây cung ta? Có nỏ rồi. Ok, chắc mình sẽ mua quyển sách sức mạnh 5 này về mình ép vô một cây cung của mình. Chắc tí về mình làm một cây cung dùng luôn á. 21 ngọc lục bảo nè. Mua luôn một cuốn sức mạnh 5. Mình có thể cày thêm ngọc lục bảo bằng cách bán mía. Mình có đem theo cả mía nữa. Tại vì mình cũng tính tới trường hợp là thủ thư có trao đổi mía. Ủa, trao đổi giấy chứ. Đây, sẽ làm thật là nhiều giấy luôn. Rồi, đi bán kiếm vốn thôi. Đó, được bao nhiêu đây? Được thêm 16 ngọc lục bảo. Ok. Vậy là mình có thể mua thêm được 16 quyển sách sửa chữa nữa rồi. Nhưng mà mình cũng không cần sửa chữa nhiều tới mức vậy đâu. Và dân làng này đã hết sạch sách sửa chữa cho mình rồi. Wow, để coi sơ qua mình có được bao nhiêu quyển sách sửa chữa. Đây, 1 nè. Ui, nhiều lắm. 3, 5, 7, 9, 11, 12 quyển sách sửa chữa trong một lần trao đổi. Cực kỳ bội thu luôn. Rồi, ngoài dân làng bán sách sửa chữa cho mình ra thì mình muốn tìm thêm một dân làng trao đổi. Trao đổi gì ta? Bây giờ trao đổi cái gì cũng rẻ thôi. Nên là mình muốn thử đi tới những cái bác dân làng khác coi. Đây, thử với dân làng nông dân trước đi. Ô nè. Đổi 9 ngọc, 9 cái củ dền đổi lấy 1 ngọc lục bảo nè. Một bánh mì có giá là 1 ngọc lục bảo luôn. Hầu như tất cả các dân làng đều kiểu giảm giá cực mạnh cho mình ấy. Rất là hời luôn. Đây là một dịp để mình có thể cày ngọc lục bảo khá là thoải mái đây. Hay là mình kiếm dân làng thợ rèn ta. Mình có đem mấy cái khối dạy nghề của thợ rèn nữa. Ủa? Đây. Một bác chưa có nghề đây. Thấy rồi, I see you. Sao đây buồn, một mình buồn vậy? Nè, học nghề cho đỡ buồn đi.
À mình biết rồi, bác này bị mắc kẹt ở trong cái cục tơ nhện. Thôi kệ, đứng ở đó đi. Đổi ngọc lục bảo giá rẻ hơn xíu nữa được không? Tầm 2-3 gì đây. Ừ, sau một hồi quyết định thì bây giờ mình sẽ chọn cái dân làng thợ làm giáp đi. Cái này thì đổi mình 8 than, đổi lấy một ngọc lục bảo thì cũng tương đối ok. Mình sẽ thử đi đào than một tí, rồi sau đó quay trở lại lại đây để trao đổi xem coi mình sẽ kiếm được bao nhiêu ngọc lục bảo trong một lần giao dịch nha. Nè than nè, mình có cúp gia tài nên là đào than nó sẽ ra rất là nhiều thôi. Dạo gần đây mình có chơi game trên điện thoại nhưng mà điện thoại cứ bị giật lag. Thế nên là mình cũng có tìm hiểu và biết được một app có thể giúp mình giải quyết được tình trạng lắc máy khi chơi game này. Đó chính là app Knock Cleaner. Đầu tiên, mình thích nhất là tính năng dọn rác. Vì với Knock Cleaner thì chỉ cần một vài thao tác là mình đã có thể dọn sạch những cái tập tin không cần thiết gây ra tình trạng lắc máy của điện thoại. Sau đó thì mình chỉ cần chọn cái mục tăng tốc game, chọn game mà mình muốn chơi và ấn vào tăng tốc. Thế là đã được Knock Cleaner tối ưu và giúp mình chơi hơi bị mượt luôn. Đừng quên, Knock Cleaner còn có rất là nhiều tính năng khác như là hạ nhiệt độ CPU, tăng tốc RAM, diệt virus và rất là nhiều tính năng khác đang chờ đợi chúng ta tải về và trải nghiệm. Link tải app mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần game của bình luận, hoặc là các bạn có thể tìm kiếm với từ khóa Knock Cleaner trên cửa hàng ứng dụng nhé. Trải nghiệm cùng mình và đừng quên đánh giá 5 sao nha. Cái này là mình chưa có đi cày đâu đó, mình chỉ đi lanh quanh cái chỗ làng có than rồi mình đào thôi, và mình đào được gần 3 stack than nè. Ở vô đây mình đổi thử coi được bao nhiêu ngọc lục bảo. 8 ngọc lục bảo. Ồ, mình đổi được có 16 thôi. Ồ, man. Dân làng này cũng không có nhiều ngọc lục bảo cho lắm. Nhưng mà ok, đấy cũng là một trong những cách mình thấy cày ngọc lục bảo cũng tương đối là hiệu quả. Rồi, và sau chuyến qua thăm làng rồi dạy nghề các thứ thì mình cũng có được khá là nhiều đồ ok la mang về. Ồ, bán chuông. 7 ngọc lục bảo cho một cái chuông. Còn bán cả quần xích nữa. Ui, cái quần xích này đẹp cực. Đây, để mình mua mình mặc thử. Nè, mình mặc vô nha. Đó, kiểu mình có thể thấy được skin của mình bên trong luôn. Nhưng mà có điều là giáp của nó thì không được nhiều chỗ lắm. Ok, bữa nay thì mình có được cái quần rồi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ có thêm được cái áo, cái ủng và cả cái nón của cái set đồ giáp xích này. Ừ, chắc là sẽ rất là đẹp ấy. Rồi, một ngày nào đó thì mình sẽ quay trở lại đây để kiểu như là dạy nghề thêm cho cái bác dân làng làm giáp kia. Còn bây giờ thì mình sẽ về nhà để mình chế tạo một cây cung và ghép cái quyển sách sức mạnh cấp độ 5 này vào thôi. Đây, làm một cây cung ngay tại đây. Sau đó đi lên trên cái chỗ cường hóa, lấy thêm ngọc lưu ly cái đó. Không biết là chiếc này cường hóa có thêm được dòng vô hạn hay không. Tại vì nếu mà có dòng vô hạn thì sẽ rất là tuyệt vời. Ồ, có vẻ không có vô hạn rồi. Nhưng mà có dòng lửa thì cũng ok nè. Thử xem. Sức mạnh 3. Không tốt lắm nha. Thôi tạm cũng tạm được đi ha. Bây giờ mình chịu khó mình ghép thêm cái dòng sức mạnh cấp độ 5 mình vào nữa, để cho có được một cây cung vừa có sức mạnh mà vừa có lửa luôn. Chỉ tiếc là nó không có chậm hỏng nha. Mà không sao, mình có nhiều sách sửa chữa mà, nên là mình sẽ ép vô cây cung mình cái dòng sửa chữa luôn, để cho nó có thể được hồi phục độ bền nó tốt hơn. Không có chậm hỏng thì ít ra nó cũng phải tự sửa được. Đó, bây giờ mình sẽ đổi tên luôn thành cung Bromax của mình. Đấy, vậy là bây giờ mình đã có cúp Bromax, kiếm Bromax và cung Bromax rồi. Không biết khi nào mới có được rìu Bromax đây. Rìu thì nó còn thiếu cái dòng chậm hỏng cơ, với lại hiệu suất cấp độ 5 nữa, nên mình chưa có đổi tên đó. Rồi, còn bây giờ thì đi treo cái quần xích mình lên đây cái, để chúng ta bắt đầu vào công việc chính ngày hôm nay thôi. Hôm nay thì chắc mình sẽ có một cái chuyến đi để đi tìm cái vùng sa mạc. Từ từ, để mình hạ con này cái đó. Người muốn đọ cung không? Người muốn đọ cung không? Trời ơi, mình bắn nó văng từ dưới nước lên trên bờ luôn kìa. Láo nháo con xương này. Con xương này dám đọ cung với mình. Mình đi ngang nó khịa mình chứ. Con này hơi bị liều đấy. Ủa, nhưng mà sức mạnh 5 có vẻ bắn một phát không chết con xương à. Vậy thì phải xem lại nha. Mình nhớ mình gồng dữ lắm rồi ta, sao bắn một phát không ngẫm con xương được ta. Kỳ vậy. Rồi, và bây giờ trở lại với công việc ngày hôm nay, là mình sẽ tìm vùng sa mạc để mình có thể lấy những cái cây xương rồng về. Mình đang rất là cần cây xương rồng luôn. Nên là ok, giờ thì cùng mình lên đường nha.
hy vọng là mình sẽ tìm được cái biome đó. Tại vì những chuyến khám phá gần đây thì mình chưa có gặp bất kỳ một cái vùng sa mạc nào hết, nên là mình cũng hơi hoang mang một tẹo. Ủa mà đây là tuyết gì á? Tuyết thường à? Ờ đúng rồi, đây là tuyết thường, chứ không phải cái tuyết mà mình có thể múc bằng cái xô nước ấy. Sao mình thử mình đổ nước ra mình múc nữa. Ờ đúng rồi, tuyết này không có lúng được. Cái loại tuyết mà lúng kia kìa. Mình múc bằng cái xô nước được thì hay lắm. Biết đâu bất ngờ, nhiều khi trong chuyến đi này thì mình lại gặp được cái biome có cái tuyết lúng đó thì sao? Ô thiệt. Ô vừa mới nói dứt câu luôn, mình đã gặp được một cái đồi tuyết này. Uôi. Ông. Và có cả con Ripper nó đợi sẵn mình nữa. Ripper hay Ripper? Đừng manh động nha, đứng yên. Đứng yên. Này thì không đứng yên. Mình kêu đứng yên ai biểu không đứng yên chi. Nhúc nhích là cho ăn một mũi tên liền. Rồi, và trên cái biome này thì sẽ rất là dễ gặp mấy cái tuyết mà nó lúng nha. Nên là mình di chuyển cũng phải cẩn thận. Ô nhưng mà mình chưa gặp cái tuyết đó. Ồ. Cái này chắc mình phải tự đi dò tìm rồi. Để mình đi tìm thử coi. À mà sẵn tiện mình sẽ làm thêm mấy cái xô, để có gì mình múc cái loại tuyết này về nữa. Rồi giờ thì có thể dò tìm rồi, múc tuyết luôn rồi đó. Đâu có đây không? Ui khó rồi ta. Ủa phải không vậy? Ủa phải cái đồi tuyết này không nhờ? Hay là mình sai rồi ta? Ủa chỗ này mình dò tìm cả lúc rồi mình chưa thấy cái chỗ nào tuyết lúng hết. Nè có dê nè. Ô trên cái đồi tuyết này còn có dê nữa. Vậy là chắc đúng rồi đó. Ui trời ơi, dê cục súp được chứ. Rồi nhưng mà nãy giờ mình xào quần vẫn chưa múc được cái lọ một cái xô tuyết nào hết. Xô vậy cả. Ôi đây rồi. Ôi vừa mới nói mình vừa lọt xuống một cái hố tuyết này. Wow, nó lúng mình nhanh thiệt chứ. Nè, đây là những cái tuyết bột, kiểu như nó rất là dễ bị lúng luôn. Mình xuống một cái là mình lọt xuống tới tận đáy luôn mà. Nè, mình dụ con dâm bay vô đây. Ây da. Đúng rồi, ngươi xuống đi. Tới sớm ngươi rồi. Kìa, nó kìa. Mà hồi nó sẽ bị lạnh đó. Xong luôn. Mình cho con dâm bay nó thành cái que kem luôn. Ây da. Con này, đi vô trong. Trời ơi. Con dâm bay này láo thiệt chứ. Thôi, giờ thì mình lo múc tuyết bột về đi. Yeah, chúng ta đã có được 8 xô tuyết bột rồi. Quá là đã. Thôi, không ở đây nữa đâu, nguy hiểm quá. Lỡ ngớ là mình thành cái que kem luôn á. Rồi, cắt mấy xô tuyết bột mà mình kiếm được vào trong đây cho nó gọn khỏi đồ. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp thôi ha. Ui, mà công nhận nay mình hên thiệt chứ. Vừa mới nói là biết đâu gặp được cái biome này thì đùng, gặp liền luôn. Sao mà đỡ được. Rồi ở đây nó còn có một cái tàn tích cổng địa ngục nữa nè. Tranh thủ mình ghé vô mình loot ít đồ ấy. Rồi không có gì đáng giá. Phía bên này lại có thêm một cái thủy cung nữa nè. Ồ. Vậy là tính ra gần nhà mình á có tận 2 cái thủy cung luôn à. Ai cha cha, được quá ta. Chỗ mình tính ra đáng sống phết đấy. Ừ. Không phải 2 đâu, mà gần mình có tới tận 3 cái thủy cung lận. Phía bên này có thêm một cái thủy cung nữa nè. Trời ơi, sao nhiều thủy cung khu vực này quá vậy. Gọi luôn, đi ngang thôi mà nó cũng gieo cái hiệu ứng đào chậm vô người mình nữa. Mấy cái con giám hộ khủng khiếp. Đợi đấy, bữa nào rảnh mình qua mình xử đẹp nó luôn. Cái tội dám làm phiền phức mình. Rồi, và bây giờ mình tới cái vùng băng tuyết rồi. Ở đây có một cái ngôi làng nè. Chắc mình sẽ ghé qua để mình tá túc một hôm cái đó. Ui dạ. Nhưng mà hơi nguy hiểm nha. Bây giờ trời tối nên là quái rất là nhiều luôn.
Đi ngủ 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 mấy bác yên lặng thôi. Cho trời sáng lẹ rồi mấy con zombie nó bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt đi. Đó đó đó, nè nè nè. Nguy hiểm chưa? Rồi mình tá túc qua đây mà. Chắc mình sẽ đi tiếp thôi. Ồ như vậy là cái này cái vùng băng hả ta? Có gì đó sai sai hả ta? Mình muốn tìm cái chỗ sa mạc mà có cát kìa, chứ không phải tìm vùng băng tuyết này. Hai ngôi làng kế bên luôn ấy chứ. U là trời. Thiệt luôn, bây giờ mình muốn chặt cái cây để để mình lấy cái mầm cây thôi cũng không được nữa. Mấy phút nữa vậy? 3 phút. Thôi chịu luôn chứ biết sao giờ. À, mà trong cái biome này thì nó ưa có mấy cái quả mọng ngọt. Đây 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 đây, quả mọng ngọt đây. Mình sẽ hái mang về một ít làm quà luôn. Hợp lý, hợp lý. Hái một ít thôi. Rồi, ok. Ủa? Ôi. Ở đây là cáo tuyết. Ờ, mình gặp cáo tuyết kìa. Trời, dễ thương vậy. Hình như không phải một đâu, mà là một cặp cáo tuyết luôn. Đây nè, đây đây là một nhóc nữa nè. Đang ngủ trưa. Nè, cho ăn quả mồng ngọt nè. Rồi. Đó. Tèn tèn. Có được cáo tuyết baby luôn nè. Trời, dễ thương thiệt sự. Ui, nay mình hên như ta. Ok, khung cảnh này thì mình nên chụp lại làm kỷ niệm mới được. Đây, mình và gia đình cáo tuyết. À, rồi. Ok, mặc dù bây giờ thì trong trong mình nó không được ok lắm. Tại vì mình đang bị dính hiệu ứng ấy, nên chụp hình chắc nó sẽ không đẹp. Nhưng mà nói chung thì khá là tuyệt vời khi mà mình gặp được một cái gia đình cáo tuyết ở cái vùng này. Rồi giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm cái vùng đất sa mạc của mình thôi. Ui dồi, cái vùng này nó cao và nó bự thế. Ủa, toàn tuyết là tuyết thôi. Trời 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 trời. Bọn cướp dân làng này liều dữ người ta. Làm nguyên một cái doanh trại tiếp trên đỉnh núi này. Oh gosh. Khoan từ từ. Bọn chúng đâu? Không thấy bọn chúng nha. Kho đồ bọn chúng thì cũng không có gì hết. Ủa? Lạ vậy? Ơ kìa, bọn chúng mới biến mất rồi. Nhưng mà bọn chúng đang bắt nhốt hai nhóc Alay ở đây. Mình thì đang bị dính hiệu ứng đào chậm, còn 30 giây nữa lận. Ok, để mình đợi thêm một lúc đi. Rồi chúng ta sẽ giải cứu Alay ra, chứ không để cho cái bọn cướp dân làng này nhốt Alay như vậy được. À mà bây giờ mình đi thì không tiện mang Alay theo ấy. Sao vậy ta? Hay là bây giờ mình thả Alay đi, chứ bây giờ mình cũng đâu có dắt Alay về được đâu. Dắt rất là khó luôn. Thôi mình thả tự do cho Alay đi ha. Có duyên thì chắc sẽ gặp lại thôi. Thôi, tự do đó, đi đâu đi đi. Còn nhóc dê này nữa, đi ra chỗ khác đi nha. Đừng chui vô đây, bọn cướp dân làng nó thấy là nó bắt lại luôn á. Trời 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 trời, mới nói nó xuất hiện liền cơ. Này thì cướp dân làng bắn hết sọt liền. Thôi thôi thôi, mình chạy thôi. Mình lỡ thả Alay của bọn cướp dân làng bắt nhốt rồi, nên tốt nhất là nên chuồn lẹ mới được. Ôi nhưng mà Minecraft những cái phiên bản mới này, cái địa hình nó hơi bị đẹp luôn. Núi non chập trùng các thứ, nhìn cũng thích thiệt đấy. Nhưng mà bây giờ sẽ rất là thích hơn nếu như nó cho mình gặp cái vùng sa mạc. Ôi dồi, hoang mạc đây rồi. Mình đã tới một cái vùng Savanna. Ui, ở đây có hiện tượng lạ. Ủa? Sao tự nhiên có nhóc bò lạc ở đó vậy? Ui, tội nghiệp vậy. Bò lạc trong truyền thuyết đây sao? Lần đầu gặp bò lạc. Đó. Màng đét ơi, mình xây cho một cái đường nó thẳng tắp đi vô không chịu. Thấy mà ghét. Đây rồi. Yes. Mình đã tìm được một cái vùng sa mạc đầu tiên rồi. Nhưng mà đập vô mắt mình hình như là cái chuông đúng không? Ôi cái chuông rồi, nãy mình mới thấy cái chuông. À đây. Trời ơi, tự nhiên đập vô mắt mình nguyên cái chuông luôn.
Ok, 7 viên ngọc lục bảo không đùa đâu. Tiết kiệm được 7 viên ngọc đấy. Thôi, giờ thì mình sẽ qua cái vùng sa mạc đó lẹ thôi. Vì ở vùng sa mạc này sẽ cho mình rất là nhiều những cái cây xương rồng giống như vậy. À, mình sẽ lấy vài cây về để có gì mình tiện nhân giống hơn. À mà thôi, lấy nhiều luôn đi. Giờ mà nhân giống lên thì rất là mất thời gian luôn. Tranh thủ ở đây đang dồi dào nè. Lấy về đi. Mà còn tuyệt vời hơn nữa khi là đây là cái vùng cát cam luôn. Nè, có cả cát cam cho mình mang về luôn nha. Hên thiệt sự luôn á. Rồi đây là... đây là một cái hang. No. Mình tưởng là khu mỏ. Tại vì cái vùng cát cam này rất là... Vùng Misa này á, rất là dễ gặp những cái khu mỏ lộ thiên luôn. Đâu để mình tìm hiểu thử coi. Có khu mỏ lộ thiên không? Có vẻ không có khu mỏ lộ thiên rồi. Thôi, giờ mình tập trung chuyên môn đi. Lấy xương rồng nhiều trước cái đã. À, đây luôn. Đây, khu mỏ lộ thiên mà mình nói đây rồi. Ở trong cái vùng này sẽ có rất là nhiều khu mỏ tựa như vậy. Và trong đây thì tỷ lệ mình gặp quặng vàng là rất là cao luôn nha. Kiểu như thiên đường của vàng vậy đó. Nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc mình đi săn tìm vàng, nên là mình sẽ không có tập trung quá nhiều vô những cái khu mỏ này. Mình chỉ lướt sơ qua thôi. Cái nào gặp được thì mình sẽ đào. Coi có không. Ủa kỹ ta, sao mình không thấy miếng quặng nữa hết vậy? À đây. Không có quặng nhưng mà có một cái xe mỏ chứa rương. Được á. Nhưng mà sao trong đây nhiều zombie quá vậy? What the? Xe mỏ trong đây có táo vàng, các thứ đâu nè. Hạt bí ngô. Để mình thử đi sâu hơn coi. Bên đây hết đường rồi. À mà sẵn tiện ở cái vùng Misa này, nó có những cái này là đất nung cam thì phải. Phải không vậy? Ồ chính xác. Đây là những cục đất nung cam. Mình sẽ tranh thủ mình lấy một mớ đất nung cam này về, vì hôm nay mình cần dùng đến nó. Wow, quả thật hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của mình luôn á. Kiểu như mọi thứ đều rất là thuận lợi. Nhưng mà bây giờ thì không thuận lợi lắm rồi. Để mình ngủ cái đã. Sáng thức dậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cái công việc đào đất nung cam này nha. À, nó thích đỏ cung với mình, nó quên là mình mới sắm được cái cung Pro Max. Này thì thích đỏ cung hả? Thích đỏ cung. Né. Ui giời. Non nhá cứng. Rồi còn tên nào nữa? À, chạy đi đâu cho khỏi nắng. Đấy, mình không bằng bắn trúng mà kẻ địch vẫn chết kìa. Đấy chính là một cái trình độ cao khi mà bắn cung đấy. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Sau khi có được những cái cục đất nung màu cam thì mình sẽ ghé qua mấy cái ngọn đồi này. Tranh thủ khám phá các thứ coi. Trên vùng này coi có... Ôi trời, đây cao quá, toàn là mây không à. Mây nó chắn hết cái tầm nhìn của mình. Úi. Ở đây là tầng thứ 184 rồi. Cực kỳ cao rồi, ngang mây rồi. Mà nó cũng có những cục thạch nhũ nè. Wow. Độc lạ vậy. Nói chung là cái vùng này có rất là nhiều thứ mới lạ đối với mình luôn. Mình thử bay xa hơn về phía bên này coi. À bên đây chỉ là một cái vùng rừng núi bình thường thôi. Ồ lạ nhờ. Kìa, lại thêm một khu mỏ nữa kìa. Một khu mỏ lộ thiên. Mình nghĩ nốt cái khu mỏ này chắc mình đi về là được rồi đó. Để coi có gặp cái xe mỏ nào không. Đây còn đường. Có không? Có vẻ là không có còn chiếc xe mỏ nào cho mình rồi. Sao mà cái này rộng thế? Cái này giống như là nguyên một cái hệ thống khu mỏ luôn rồi. Nó rất là nhiều hướng đi luôn. Mà vô đây dễ bị lạc lắm nha. Nó dẫn tới đây nè. Mình chỉ cần bất cẩn một cái thôi lọt xuống dưới là xác định luôn á. Rồi. Chơi là phải chơi cho tới bay xuống dưới này luôn, sợ vậy. Ngại gì vết bẩn. Nhưng mà dưới này thì có vẻ là cũng cũng đường cùng mất rồi. U là trời. Bị dụ rồi.
Tí xíu nữa thì mình quên mất rồi. Ngoài việc lấy những cái đất nung cam thì bây giờ mình cần phải lấy thêm cát nữa. Hôm nay thì mình cũng cần thêm cát nữa nha. Ngoài cát còn gì nữa không ta? À, còn sỏi, đúng rồi. Cát và sỏi. Hiện tại thì chắc mình sẽ cần cỡ bao nhiêu đây stack á? Ồ, không biết sỏi mình kiếm ở đâu nhờ. Không có cái sa mạc sỏi nhờ. Ê, không có sa mạc sỏi nhưng mà có cái núi sỏi. Kiểu mấy cái ngọn núi mà toàn là sỏi. Hình như có cái biome đó thì phải. Được hết ta. Chứ chưa, để mình lấy thêm đồ nghề mình bay cái đó. Phải gán tìm nốt mấy cục sỏi thì mới mang về và bắt đầu công việc ngày hôm nay được. Ê. Tự nhiên mình va phải một cái kim tự tháp ở đây. Thôi thì lỡ gặp thì vô khám phá luôn cũng được. Rồi, đi coi coi trong kim tự tháp này có gì nè. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ thôi. Trời, cái cúp này đào nhanh vậy. Và trong kim tự tháp cho mình một ít vàng. Lại là một ít vàng. Không có vàng luôn. Và một ít vàng nữa. Ok, nói chung thì cái kim tự tháp này cũng nói chung là cũng tạm đi, không có quá xịn ha. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi lên và tiếp tục cái hành trình đi tìm sỏi của mình. Cái gì vậy? Đã có mấy cục sỏi mà còn ra cục đá lửa nữa là sao? Bro, cái gì vậy ta? À, kìa kìa kìa, trên kia còn vài cục sỏi nữa cả. Lượm luôn. Giờ là gặp không có chê đâu. Gặp là đào đấy, không có chê đâu. Hơi ít thiệt nhưng mà cũng có còn đỡ hơn không. Ấy quá trời luôn nè. Đấy, mình phải đào từ những cái nhỏ nhất mới được. Ủa nhưng mà cái xẻng mình sao nó ra đá lửa nhiều vậy ta? Không được rồi, chắc ít hơn mình phải tìm một cái quyển sách mềm mại mình ép vô cây xẻng thôi. Chứ bây giờ mà mình đào sỏi á mà nó ra đá lửa không là chết luôn rồi. Không được, không được. Không không không, vậy là không. Nè, đào có 60 cục mà ra hết 10 cục sỏi rồi. Để xem coi mình được bao nhiêu sỏi rồi ta. Nãy giờ đào thì cũng được. Ui, tính ra cũng nhiều phết đấy chứ. Gần đủ số lượng sỏi rồi nè. Cỡ một stack nữa thôi là mình về được rồi. Đây đây đây, ở đây chắc gần nửa stack nè. Wow, thấy chưa? Tích tiểu thành đại. Hồi nãy mình mà chê ít là bây giờ chắc không được bao nhiêu đây sỏi đâu. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Đủ chỉ tiêu rồi. Rồi, giờ thì cất mấy cái sỏi này vô trong rồi chúng ta xách ba lô và đi về thôi. Sau khi trở về nhà thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một ít cái bột nhuộm nữa. Bằng cách là mình sẽ nhân giống cái cây hoa hồng nè, cái bụi hoa hồng với lại cái cây bông hướng dương. Đó, mình sẽ cần hai thứ này để mình có thể nhân giống được hai cái màu đỏ và màu cam. Cách rất là dễ dàng thôi. Đây, mình sẽ nhân giống ăn ngay dưới này luôn. Đầu tiên là màu đỏ trước đi. Mình sẽ nhân giống lên cỡ như đây. Như đây chắc là được 100 màu. Quá là nhiều luôn. Rồi tới cây hoa hướng dương nè. Mình cũng sẽ nhân giống ra cỡ 100 á. Và hai cái bột nhuộm này thì mình sẽ ghép lại với nhau thêm một lần nữa để tạo thành bột nhuộm màu cam. Mình sẽ làm cỡ một stack trước thôi. Ví dụ mà có thiếu thì mình sẽ làm thêm sau. Rồi, bột nhuộm thì cũng đã có rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái số cát cũng như là số sỏi mà mình đào được trong ngày hôm nay ra để mình chế tạo thành những cái cục bê tông. Hôm nay thì mình cần khá là nhiều bê tông màu cam luôn. Tiếp theo là mình sẽ đi nung mấy cái cây xương rồng mà mình có đào được ở bên cái vùng sa mạc về để mình tạo thành cái bột nhuộm màu xanh lá cây nữa. Hôm nay mình lại cần thêm cái bột nhuộm này. Mãi tới bây giờ thì mình mới có nè. Mình sẽ làm thêm một ít cái bê tông hai cái màu mới này. Đây, lấy ra bê tông xanh lá mạ trước đi. Công việc còn lại là biến hết cái số bê tông bột này thành những cái bê tông cứng và bắt đầu vào công việc xây dựng thôi. Hồi nãy thì mình cũng có phát thảo sơ qua một cái khung ở đây. Thì nếu các bạn nhìn kỹ một xíu thì sẽ thấy nó khá là giống một cái lá súng ha. Rồi, và
Hôm nay thì mình dự định là sẽ xây một cái ngôi nhà chủ đề là con ếch. Tại vì mình sống ở vùng đầm lầy nước và có được một cái bé ếch từ rất là sớm luôn. Nên là mình muốn xây một ngôi nhà theo chủ đề con ếch. Nhưng mà ngôi nhà này thì mình dự định là sẽ đặt nó trên một cái lá súng giống như vậy nè. Đó, nên mình sẽ xây trước một cái lá súng đi. Hy vọng là cái lá này nó đủ rộng để mình có thể xây được ếch ở bên trong. Rồi, sơ qua thì mình đã có được cái khung của cái lá súng rồi. Hiện tại thì nhìn nó chưa giống cho lắm. Nên là mình sẽ điểm tô ở chính giữa bằng những cái khối bê tông màu xanh lá mạ này. Đấy chính là lý do mà tại sao hôm nay mình phải cất công đi tới tít cái tận vùng sa mạc xa xôi kia để lấy những cái cây xương rồng về làm bột nhuộm đấy. Để coi coi giống cái lá súng chưa. Ooh, wow. Cái lá súng này hơi bị chói nha. Trời đất ơi. Biết gì hồi nãy là mình đổi sang mình dùng cái kiểu như cái đất ấy. Cái gì đâu coi ta. À, đất nung màu xanh lá mạ thì chắc nó sẽ đỡ chói hơn. Nhưng mà mình lỡ xây bằng cái khối bê tông màu xanh lá mạ rồi nên thôi. Đành chịu thôi chứ biết sao vậy. Nhưng mà nhìn nó cũng ổn mà, nó cũng khá là giống lá súng rồi đó. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào việc làm những cái chi tiết đầu tiên của cái ngôi nhà ếch của mình. A few moments later. Xây sơ qua một đoạn thì mình đã có được cái phần khung của cái chân của ếch, khá là giống cái dáng ếch khi ngồi rồi. Nhưng mà tiếp theo là công đoạn khó hơn, đó chính là xây phần người với lại cái phần đầu của ếch nè. Nhưng mà mình sẽ cố gắng kiểu như là hết sức có thể để tạo ra được một cái ngôi nhà ếch hoàn chỉnh nhất. Rồi, và sau một lúc thì mình đã xong cái phần mặt tiền của chú ếch. Nhìn từ xa thì mình đã ra cái ngôi nhà của mình đã ra dáng một cái ngôi nhà ếch rồi. Được quá ta. Tuy là chưa có cái phần mình thôi. Rồi, như vậy thì bây giờ mình sẽ xây nốt cái phần mình đi để mình nhìn tổng thể một cái nữa, xem coi có chi tiết nào của ếch chưa giống thì mình sẽ chỉnh sửa lại liền. Chứ để mà xây xong hết mà chỉnh lại là hơi mệt á. Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái ngoại thất của ngôi nhà ếch của mình rồi. Giờ thì mình sẽ nhìn một cái tổng thể nữa từ phía xa nha. Cái nhà này thì phải nhìn từ phía xa thì nó mới giống ếch được. Đó. Cũng ra gì ấy chứ bộ. Chỉ có điều là bây giờ chưa có thắp sáng ấy, nên là nhìn có vẻ chưa được đẹp lắm nha. Đó, nhưng mà sơ qua thì mình đã xong cái phần ngoại thất của ngôi nhà ếch rồi. Tiếp theo là tới công đoạn trang trí, cũng là công đoạn khá là cực. Kìa, thấy chưa. Chưa có cắm đuốc cho nên là bây giờ cái nhà của mình bị Reaper nó xâm chiếm rồi. Ok, cho nó ở ké một thời gian đi. Một tí nữa mình lại mình dọn nó sao. Sau quăng một hồi thì cuối cùng mình cũng đã xong cái ngôi nhà ếch của mình rồi. Ngôi nhà này thì nó có không gian không quá rộng đâu, nên là mình sẽ tập trung trang trí ở bên ngoài để nhìn cho nó đẹp hơn. Đầu tiên là mình đã đổi hết những cái bê tông màu xanh lá mạ sang những cái khối rêu này. Vì khi mà mình đặt khối rêu thì mình còn có thể trồng những cái loại cây ở trên này nữa nè. Nhìn cái lá súng của mình nó đã trở nên sinh động hơn rất là nhiều rồi. Kiểu nó tự nhiên hơn ấy. Rất là đẹp luôn. Hơi bị đã nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến sâu hơn về cái phần nội thất của ngôi nhà đi. Ngôi nhà này thì cái diện tích nó có hạn thôi, nên là mình chỉ trang trí sơ sơ và kiểu như là đơn giản nhất có thể để nhìn cho nó đẹp hơn. Đó, bước vào là một cái phòng kiểu như phòng có thể tiếp khách nè. Đấy, ở đây mình có đặt hai cái ghế master. Đây hai cái ghế thường thôi. Còn chỗ này thì mình ngay cái cửa nên mình cũng không có tính đặt ghế, chỉ để trống như vậy. Rồi sắp tới có thể trang trí ở đây chẳng hạn. Còn đi sâu vô bên trong thì mình sẽ có một cái giường đôi. Mình có thể ngủ và nhìn ra phía cái mặt hồ kìa. Rất là đã luôn ấy nha. Nhưng mà cái cây này hơi choáng cái view qua cái tượng nha. Mình trồng cái cây này nó không hợp phong thủy rồi. Đáng lý gà không có hai cây này là mình có thể ngắm được cái pho tượng người sắt khổng lồ ở bên kia luôn ấy. Quá đã. Rồi đây là chỗ để đọc sách đồ nè. Rồi bên đây là chỗ treo giáp. Hiện tại thì cái giáp kim cương mình mặc rồi nên mình không có treo lên đây. Chứ không thôi là mình treo lên là đủ 4 bộ giáp của mình luôn ấy. Khá là ok. Còn tầng trên thì nó khá là rộng và dư rất là nhiều không gian nè. Cái này thì mình có thể thoải mái sử dụng trong thời gian sắp tới nếu như mình có việc. Đó.
Rồi, vậy là sơ qua thì hôm nay chúng ta đã xong được cái mục đích rồi. Hơi vất vả để có được một cái căn nhà như vậy nha. Còn bây giờ thì mình sẽ trở về cái chỗ con thuyền của mình. Con thuyền mà có hai nhóc ếch ở. Đâu ta? Đây, con thuyền này. Để mình cho ếch ăn cái. À, mình có săn được một ít slime trong những cái chuyến đi gần... Đâu rồi ta? Ổn. Bữa mình nhớ mình có săn được slime mà nhờ. Ủa? Bữa mình nhớ rõ ràng là mình có săn được cái đống slime mà. Ờ, nó... nó thất lạc đi đâu rồi? Mình tính có slime thì mình sẽ dẫn mấy nhóc ếch này đi nó dễ hơn. Nhưng mà không có thì mình chịu khó mình dẫn cách thủ công biết sao giờ. Đây, mình sẽ buộc hai nhóc ếch lại. Ê, đừng có chạy nào, đừng có chạy nào. Chạy đi đâu? Rồi, ok. Ếch thì bây giờ mình sẽ cho sống trong ngôi nhà ếch luôn. Hơi bị đã nha, hơi bị sướng đấy. Ồ, mà vô lý thiệt luôn á ta. Ủa, mình để mấy cái cục slime đó ở đâu nhờ? Ủa, sao mình không có cái ký ức nào về cái việc mình cất cái slime đó hết ta? Mình chắc chắn là mình không có vứt đâu. Bữa mình săn cực khổ lắm mà sao mà vứt được. Ủa gì, nó nằm ở đâu ta? Chưa đập cái thuyền ngay đi nè. À, ok. Ếch lên bờ, ếch lên bờ. Ếch lên bờ đi. Nhảy lên bờ. Đâu rồi? Nhảy lên bờ đi. Nhảy lên bờ đi. Đó, mình không có slime mà mình dụ rất là khó luôn. Rồi. Một nhóc nè. Còn một nhóc nữa. Lên bờ đi, lên bờ đi. Rồi. Hợp lý luôn, hợp lý luôn. Lỡ dẫn mình dẫn cho tới nơi tới chỗ, mình dẫn vô trong nhà luôn. Đi đi đi. Quá đã. À không, mình nghĩ không nên vô nhà đâu. Vô nhà thì không gian nó bị tù túng quá, không thích hợp cho ếch sinh sống đâu. Rồi, tạm thời tin tưởng hai nhóc này là ở đây đi nha. Ít hôm nữa anh có đi săn rồi anh kiếm được slime rồi anh cho qua đây cho ăn. Đừng đi lung tung nha. Ôi trời, nhảy nhảy đụng đầu vô cái nhà của mình. Cái này mình chưa có thiết kế được mấy cái chỗ nước nha. Ồ, để mình nghiên cứu mình coi coi mình thiết kế mấy cái chỗ có nước ở trong cái chỗ lá súng này luôn. Để cho ếch có gì xuống nhảy xuống bơi bơi đồ. Ok, tóm lại trong ngày hôm nay thì mình cũng khá là may mắn rồi. Khi mà mình gặp được một cái biome mới. Không, chính xác hơn là 2-3 biome mới luôn. Một cái biome thì cho mình những cái xô tuyết bột nè. Rồi một cái vùng sa mạc cát. Rồi cũng như một cái sa mạc cát cam luôn. Đó, rất là nhiều thứ mới trong ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn là mình đã hoàn thành xong một cái ngôi nhà ếch khổng lồ. Chỗ đó sắp tới thì mình sẽ cố gắng kiểu như xây dựng nguyên một cái vương quốc ếch ở trên đó. Rất là nhiều ếch sẽ sinh sống ở trên ngôi nhà đấy. Ý tưởng của mình là như vậy. Hy vọng là sớm có slime để thực hiện ý tưởng đó. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.